Thì em nghĩ là qua những cái điều mà anh Ali thể hiện trên mạng xã hội là một người rất là năng động, cho nên em nghĩ anh Ali sẽ cần một người dịu dàng hơn để mà có thể cân bằng lại cái cuộc sống năng động trong showbiz của mình. Thật ra đây là một trong những người gọi là fan hâm mộ lén lút nha. Có những cái người thương mình sẽ là quan tâm với mình một cách rất là nhiệt tình khi mà luôn luôn liên tục comment, nhưng mà có những người phải gọi là núp ở đâu đó. Oh my god. Núp lùm ở đâu đó xong rồi quan sát tia hoặc là tìm hiểu về mình qua những cái phương tiện khác, thì em nghĩ là bạn này cũng nghiên cứu về mạng xã hội của em rất là kỹ á. Xuất sắc quá vậy là trời, không biết là fan của ai mà tươi quá, xinh quá. Rồi, bây giờ bạn hãy cùng giới thiệu bản thân mình cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao ngày hôm nay được biết về mình không? Xin chào anh Huy và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Em là Hoàng Kim và ngày hôm nay em đến đây với mong muốn là được giao lưu với lại thần tượng mà em yêu mến. Đó chính là anh Ali Hoàng Dương. Trời ơi, em mê anh và em theo dõi anh Ali từng chặng đường cho đến tận bây giờ. Nhưng mà anh Huy, hả? Fan mà hơi giống celeb không? Quá trời. Bạn có lời gì gửi đến thần tượng của mình không? Khi mà anh ấy nói là bạn không khác gì celeb. Tại vì là ngày hôm nay đến đây là em gặp anh Ali Hoàng Dương là một người em rất là thích, cho nên là em muốn có một cái ấn tượng nhỏ nhỏ để mà có thể anh nhớ em lâu hơn. Biết đâu sau này là mình gặp lại nhau thì ok, đây là con bé mà nó không thua gì celeb khi mà tham gia chương trình với mình. Dạ, ok. Anh rất là hy vọng là sau chương trình này em cũng lên làm celeb luôn cũng được, để mình có nhiều cơ hội gặp nhau. Ali Hoàng Dương dễ trúng tiếng sét ái tình với người có tính cách như thế nào? Mạnh mẽ hay dịu dàng? Xin mời Ali. Sao hai cái nó đối nghịch nhau như vậy ta? Mạnh mẽ hay dịu dàng? Ok, xin mời Hoàng Kim, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Em là một người khá là mạnh mẽ, nhưng mà em nghĩ gu của anh Ali sẽ là một người nhẹ nhàng hơn. Dịu dàng đúng không? Dịu dàng đúng không? Anh lâu kìa. Không, tại vì nếu như lâu như vậy thì không thể nào mà biết lại kịp. Thì em nghĩ là qua những cái điều mà anh Ali thể hiện trên mạng xã hội là một người rất là năng động, cho nên em nghĩ anh Ali sẽ cần một người dịu dàng hơn để mà có thể cân bằng lại cái cuộc sống năng động trong showbiz của mình. Thật ra đây là một trong những người gọi là fan hâm mộ lén lút nha. Có những cái người thương mình sẽ là quan tâm với mình một cách rất là nhiệt tình khi mà luôn luôn liên tục comment, nhưng mà có những người phải gọi là núp ở đâu đó. Oh my god. Wow. Núp lùm ở đâu đó xong rồi quan sát tia hoặc là tìm hiểu về mình qua những cái phương tiện khác, thì em nghĩ là bạn này cũng nghiên cứu về mạng xã hội của em rất là kỹ đó. Em hiểu chứ? Dạ, em hiểu hết á. Em không có làm những cái chuyện mà lên truyền hình mà không uy tín như vậy đâu anh Huy. Anh yên tâm nha. Taxi đen nha. Nhịp điệu cha cha cha. Quá trời, quá đất rồi. Một tí nữa là em nổi da gà hết lên đó. Mình thôi được chưa? Xong chưa?